Thầy Tử Vi chỉ điểm tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, được thần vật che chở, trúng quả cực to, tiền tỷ gửi lãi ngân hàng trong tháng 7 tháng cô hồn năm 2024. Hoan hỷ chào đón quý cô bác và anh chị đã quay trở lại đồng hành cùng chuyên mục Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp được phát sóng đều đặn trên kênh Đại Phú Quý. Thưa quý vị, chúng ta đều biết tiền tài vật chất là thứ vô cùng quan trọng. Có tiền thì đời sẽ sướng như tiên, không tiền khổ ải triền miên suốt đời. Và theo tử vi học, thiên hạ đa số đều rơi vào cung bần mệnh khổ, phải ngày đêm vật lộn vì tiền. Bên cạnh đó lại có người rơi vào nợ nần túng quẫn, sống như địa ngục trần gian, thống khổ vô cùng. Tuy nhiên, theo luận giải chính xác nhất, những nhà chiêm tinh tử vi học hàng đầu phương Đông đã khẳng định, đúng vào tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Bính Thìn được song lọc cát tinh soi chiếu. Đây là thời khắc tiền bạc hanh thông, bùng nổ tài lộc, mà nếu tận dụng tốt thì cơ hội trả sạch nợ nần phất lên như vũ bão, vươn tầm thượng lưu. Để biết được cụ thể vận trình tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 trong tháng cô hồn và biết được con giáp này cần lưu ý điều gì để không làm phụt mất vận may này, thì ngay sau đây là luận giải chi tiết. Quý vị hãy theo dõi thật kỹ để nắm chắc may mắn cho riêng mình quý vị nhé. Thầy tử vi chỉ điểm tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, được thần vật che chở, trúng quả cực to, tiền tỷ gửi lãi ngân hàng trong tháng 7 tháng cô hồn năm 2024. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, bước sang tháng 7 âm lịch với vận trình có khởi sắc rõ rệt nhờ cục diện tam hợp quý nhân nâng đỡ. Công danh sự nghiệp có dấu hiệu bừng sáng bất ngờ. Những chú rồng có đủ năng lực để giải quyết được các công việc được giao, đột xuất hay cần xử lý trong thời gian ngắn. Điều này tạo ra sự tin tưởng lớn trong tập thể. Bản mệnh cũng có thể mưu cầu đại sự ở thời điểm này. Tuy nhiên, cần chú ý bởi dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn. Tốt nhất, bạn nên xem ngày tốt xấu trước khi tiến hành bất cứ việc lớn nhỏ gì để phòng bất trắc. Tài lộc trong tháng vẫn đang trên đà khởi sắc. Nỗ lực làm việc của con giáp này sẽ đem lại viễn cảnh tươi sáng trong tương lai cho bạn. Dù tài chính đang lúc rủng rỉnh, bạn cũng nên chú ý quản lý chi tiêu hợp lý, nhất là khi nhu cầu của cuộc sống ngày càng tăng. Nếu bạn cứ giữ thói quen chi tiêu phóng khoáng như mọi khi, thì chắc chắn chi nhiều hơn thu, tài lộc tụ rồi lại tán lập tức. Ngoài ra, bạn cũng cần đề phòng mất của, mất tiền trong tháng của do ngũ quỷ sinh rập. Cụ thể về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng cùng với những thuận lợi trong công việc, tài lộc của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 cũng có xu hướng tăng nhẹ nhưng chưa thực sự mạnh và rõ ràng như mong muốn của bạn. Nhìn chung, chính tài của bản mệnh vẫn khá ổn định khi được đảm bảo từ nguồn thu nhập chủ yếu từ công việc hiện tại của bạn. Còn thứ tài thì có tăng lên đôi chút nhờ các khoản lợi từ công việc tay trái hay dự án đầu tư ngoài. Nếu có thể sắp xếp thời gian tốt hơn, bạn vẫn có thể kiêm nhiệm việc làm thêm để cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng nên phân biệt rõ giữa việc chính và việc phụ, tránh để hai lĩnh vực chồng chéo lên nhau sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hiệu suất công việc hiện tại của bạn. Dù tài chính đang lúc rủng rỉnh, bạn cũng nên chú ý quản lý chi tiêu hợp lý, nhất là khi nhu cầu của cuộc sống ngày càng gia tăng. Nếu bạn cứ giữ thói quen chi tiêu phóng khoáng như mọi khi, thì chắc chắn tiền vào túi rồi lại ra ngay, tài khí khó tích lũy. Ngoài ra, bạn cũng cần đề phòng mất của mất tiền trong tháng có họa ngũ quỷ rình rập. Chú ý quản chặt túi tiền, tránh tình trạng bất cẩn, đánh rơi hay bị mất trộm. Đặc biệt là nên tránh xa những trò may rủi như lô đề và cờ bạc. Về sự nghiệp, xem tử vi sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn trong tháng 7 âm lịch này, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển hết sức thuận lợi. Làm đâu chắc đó, có đầu có đuôi, gặt hái được không ít thành tựu đáng kể. Tam hợp quý nhân giúp sức, những chú rồng có thêm sự tự tin và hậu thuẫn để theo đuổi mục tiêu mình đã đặt ra. Tháng này cũng rất hợp cho việc ký kết hợp đồng vì rất có lợi cho bản mệnh. Lúc này mưu sự cầu đại sự rất dễ thành. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng hoặc tìm hướng phát triển bền vững lâu dài. Nhìn chung, mọi sự thuận lợi, công việc hanh thông khi bạn có ưu thế hơn hẳn mọi người. Song lợi thế mà bạn đang có lại vô tình trở thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân. Nhất là khi nguyệt lệnh lâm đất suy trong tháng này, trong cát có hung sẽ có kẻ ghen tị với tài năng, uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến.
Đôi lúc, mệnh chủ cảm thấy tinh thần sa sút, chán chường, muốn bỏ giờ giữa chừng khi trục trặc liên miên. Song miễn là bạn giữ được sự quyết đoán, nỗ lực theo đuổi tới cùng. Đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt thì vận quý nhân của bạn đang vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Ngoài ra trong tập thể, bạn cứ mạnh dạn thể hiện năng lực của bản thân, đừng e dè hay sợ sai. Có như vậy mới tranh thủ được sự tin tưởng, ủng hộ của mọi người, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai cho mình. Theo phi tinh tháng 7 âm, các tinh lục bạch và bát bạch vượng vận khí, tài khí lần lượt nằm ở hướng chính nam và tây nam. Để tăng cường vận may cho bản thân, bạn có thể đặt chậu cây cảnh hoặc thiết kế tiểu cảnh, hòn non bộ nhỏ ở các vị trí này nhằm kích khởi nguồn năng lượng tích cực, rất có lợi cho các nguồn quan hệ xã giao và sự thăng tiến trong công việc. Về tình duyên, tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy tình cảm thuận lợi, gia đạo an yên, tạo ra sự yên tâm và động lực cố gắng rất lớn cho con giáp tuổi Bính Thìn trong tháng 7 âm này. Các mối quan hệ của bạn vẫn đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối để tìm được hướng đi phù hợp. Trong gia đình thì vợ chồng đồng lòng, đồng sức, vun vén hạnh phúc, có người còn có tin mừng về con cháu. Về sức khỏe, bước sang tháng cô hồn, sức khỏe của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 duy trì ở mức ổn định. Đó là nhờ tinh thần phấn khởi, tình cảm thăng hoa nên thể trạng của bạn khá tốt. Do đó, bạn chỉ cần chú trọng, cân bằng trạng thái tâm lý, giữ tinh thần luôn lạc quan yêu đời để hai khí âm dương cân bằng sẽ giúp phòng tránh bệnh tật hiệu quả. Tháng 7 âm lịch, thời tiết chuyển từ nóng sang mát lạnh, dương suy âm thịnh, thời tiết khô hanh. Vì thế, dưỡng âm phòng ngừa khô hanh cũng chính là đề phòng bệnh tật. Bạn cũng nên tập luyện thể dục thể thao đều đặn để tăng sức đề kháng cho cơ thể, hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích, ăn uống lành mạnh để sức khỏe được tốt hơn. Có điều, bạn vẫn nên chú ý khi sử dụng đồ sắc nhọn, dao kéo, đi đứng thận trọng, kẻo gặp họa hình thương, bị thương tật, chảy máu trong tháng cô hồn. Tiếp sau đây là vận trình tương tuần của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 trong tháng 7 âm lịch. Tuần 1, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tuần này của người tuổi Bính Thìn, hồng cát đan sen, sự xuất hiện của tài tế hương tinh cho thấy có thể vì yêu cầu công việc mà bản mệnh sẽ phải đi công tác xa hay phải đi lại nhiều ngoài đường, nên thận trọng giữ an toàn cho bản thân mình, tránh đi một mình tới nơi xa lạ, vắng vẻ lúc đêm khuya để phòng bất trắc. Công việc vào đầu tuần khá vất vả, khiến con giáp này đôi lúc thấy nản lòng và muốn buông xuôi. Tuy nhiên, nếu bạn vượt qua được thì sẽ có nhiều cơ hội để gặt hái thành công vào thời điểm cuối tuần, khi mà thiên ấn sẽ hoàn trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Đầu tuần có chính tài nâng đỡ, bản mệnh trong tuần này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, khi mà tiền hết rồi lại có. Duy chỉ có thời điểm giữa tuần, số tiền bạc chi tiêu ra quá lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới túi tiền của người tuổi Bính Thìn đó. Tuần 2, từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch, hồng vận lấn át cát vận, báo hiệu một tuần đầy sóng gió với người tuổi Bính Thìn. Đường công danh sự nghiệp kém phần suôn sẻ, khi con giáp này để cảm xúc lấn át, dễ hành động bốc đồng mà để vụt mất cơ hội phát triển của bản thân. Thêm nữa, thiên quan cảnh báo về những kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở, có ý định phá hoại công việc của bạn. Con giáp này chỉ cần thiếu cảnh giác là sẽ bị lừa gạt lúc nào chẳng hay. Bản mệnh cần chú ý làm việc thận trọng để không tạo điều kiện cho kẻ xấu lừa đảo và lợi dụng. Bù lại, tài vận trong tuần của bản mệnh khá vượng, nhờ được nhiều cát tinh che chở. Chuyện buôn bán làm ăn thuận buồm xuôi gió, dân văn phòng vẫn giữ được thu nhập ổn định. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tuần, bản mệnh nên thận trọng trong các quyết định về tài chính, kẻo bị kiếp tài làm cho mờ mắt, dẫn đến sai lầm, hao tài tốn của. Tuần 3, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn chủ yếu tiến triển ổn định trong tuần cuối tháng. Bạn chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ, không quá ham vui là có thể hoàn thành được tốt những nhiệm vụ được giao. Chuyện tài lộc của con giáp may mắn tuần này có những điểm sáng rực rỡ ngay từ thời điểm đầu tuần. Dù làm ở trên lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền lương, tiền thưởng nhờ những cố gắng trước đó.
Đây là dấu hiệu vô cùng may mắn cho tuần giữa tháng. Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh, bạn cũng cần chú ý tới chuyện chi tiêu đấy nhé. Nếu dành quá nhiều tiền cho các món đồ lặt vặt, bạn cũng sẽ mất một khoản khá khá đấy. Tuần 4, từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn được Thiên Đức Quý Nhân phù trợ trong tuần mới, nên nhận nhiều tin vui về đường công danh sự nghiệp. Bạn có điểm báo thăng quan tiến chức khá rõ. Nếu có thể tiếp tục duy trì phong độ làm việc hiệu quả cao và phát huy năng lực của mình tốt hơn, thì bản mệnh sẽ sớm có thể có được vị trí cao hơn trong công việc của mình. Tuy nhiên, thái độ tự cao, ngủ quên trên chiến thắng do thương quan gây ra có thể khiến cho những chú rắn đánh mất lợi thế mình đang có. Con giáp này có thể bị phủ nhận hết những thành quả mà mình có được. Do đó, bạn cần phải cẩn thận cách nói năng, nếu không dễ đắc tội người khác, chịu những rắc rối không đáng có. Do có chính tài và thực thần chiếu mệnh, nên người làm ăn kinh doanh nhận được những khoản lợi nhuận khả quan, củng cố niềm tin cho bạn. Người làm công ăn lương cũng dễ có cơ hội thể hiện bản thân, nhận được sự khen thưởng của lãnh đạo, cơ hội tăng lương là khá lớn. Sau đây là cẩm nang vượng vận trong tháng 7 âm lịch tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Khẩu quyết, sức khỏe giảm sút, chủ yếu gặp phải các vấn đề về áp lực tinh thần. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu tím và màu đen. Con số may mắn là số 18, số 36, số 52 và số 88. Thưa quý vị, tháng cô hồn hay tháng xá tội vong nhân là một tín ngưỡng dân gian quan trọng và có liên quan tới ma quỷ, tâm linh nên rất được người Việt coi trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng cô hồn để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc. Sau đây là 13 điều nên làm trong tháng cô hồn. Trước khi dọn đồ ra cúng cô hồn, nếu chưa kịp thắp nhang khấn vái mà có những người tranh nhau giật các đồ cúng từ tên trai bạn, thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng ra khỏi tay. Nếu bạn giật lại, thì hậu quả nhận được là những điều tệ hại. Nếu khi bạn chưa làm lễ cúng mà đã có người chầu trực để giật, có nghĩa là tín hiệu tốt. Làm lễ cúng các cô hồn vào bất cứ ngày nào trong tháng, nếu vào ngày mồng 2 hoặc ngày 16 âm lịch thì càng tốt để tỏ lòng thành của chính mình. Nên hạn chế sát sinh các con vật. Nên cúng xe ô tô dù có kinh doanh hay không kinh doanh. Nên ăn chay để tránh tiềm dữ. Thăm mộ phần của người thân trong gia đình, ở ngoài nghĩa địa hay trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hải cốt. Vì trong tháng cô hồn còn gọi là Tết của những người âm. Khi các bạn cúng cô hồn xong thì một ngày sau đó hoặc cuối tháng 7 nên dùng bột trừ tà ma tiêu khử, tránh trường hợp các âm hương linh phảng phất vào nhà mình tụ ở lại. Đồng thời vào đầu tháng 8 âm lịch thì nên dùng bột tẩy uế mà tẩy hoàn toàn trong căn nhà mình ở để có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà mình ở. Nên làm phúc thiện mạnh mẽ trong tháng này. Những điều nên làm hay không nên làm trong tháng cô hồn đều là những tín ngưỡng dân gian mà không ai hay một ngành khoa học nào có thể kiểm chứng đúng sai. Nhưng với quan niệm rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên người dân vẫn chú trọng làm theo. Hơn nữa, người Việt cho rằng cúng cô hồn là một hành động nhân đạo mang tính nhân văn cao cả của con người, thể hiện lòng kính trọng, tôn nghiêm của người còn sống đối với người đã khuất, đề cao việc báo hiếu và làm phúc bố thí. Nếu biết tụng kinh thì nên trì tụng chú Đại Bi, chuẩn đề Vu Lan báo hiếu và Địa Tạng. Nên tránh xa các cuộc xung đột, nên cứu người khi gặp nguy cấp, nên ăn nói nhã nhặn, vui vẻ trong gia đình hay trong bạn bè đối tác. Nên đi chùa chiền, thắp nhang cầu xin sức khỏe và cầu siêu. Quý vị thân mến, không cần phải có cuộc sống hảo hảo với tiền bạc là lối sống đáng mơ ước, bạn mới bắt đầu tích đức. Có những cách tích đức đơn giản mà không hề tốn một xu nào cả. Dưới đây là 5 cách tích đức đơn giản phù hợp với khả năng của mọi người. Thứ nhất, biết tán thưởng. Tán thưởng người khác là cách tích đức đơn giản mà ai cũng nên học tập, tạo thành thói quen thường trực của bản thân. Ai cũng thích nghe những lời khen, vì thế hãy học cách khen ngợi người khác một cách chân thành. Hãy nhìn về điểm tốt của họ để ca ngợi, họ sẽ vô cùng biết ơn bạn. Thứ hai, tích đức từ lời nói. Những người hay nói lời mỉa mai tự biện minh rằng mình khẩu xà nhưng tâm Phật, nhưng họ không hiểu rằng lời nói của họ có sức mạnh khủng khiếp, có thể ảnh hưởng, tổn thương người đối diện dù họ muốn hay không. Có những lúc lời nói như nhát dao cứa vào tim của người khác, làm họ không thể nào gượng dậy nổi,
Thậm chí, có người đã từng tự chỉ vì lời chê bai của những kẻ vô tâm. Thứ ba, biết cảm ơn. Hãy cảm ơn về những gì bạn đang có và nhớ trân trọng vì sự hiện diện của mình trên cuộc đời này. Đó là công sức của đấng trưởng thành và của những người giúp đỡ có được cuộc sống hiện tại. Với thái độ biết ơn, bạn sẽ luôn sẵn lòng nói lời cảm ơn tới người hỗ trợ bạn, dù là những việc nhỏ nhặt nhất thường ngày. Thứ tư, mỉm cười với người khác. Hãy thử tưởng tượng về một khuôn mặt cáu kỉnh, khó gần mà bạn phải nhìn thấy mỗi sáng. Bạn sẽ có cảm giác nặng nề như thế nào? Nụ cười có thể xóa tan những khoảng cách, và thậm chí nụ cười chân thành còn có giá trị hơn cả ngàn vàng, mang lại sức mạnh cho những người xung quanh. Khi niềm vui được lan tỏa, cũng là lúc bạn mang phước lành tới cho mọi người, và cũng là mang lại phước lành cho chính mình. Thứ năm, tín nhiệm người khác. Ai cũng mong có người thấu hiểu, thừa nhận mình, hiểu người khác cũng chính là đem lại lợi ích cho họ, cho chính bản thân bạn. Khi đã hiểu được tâm tình, tâm sự, bạn sẽ dành cho đối phương sự tin tưởng mà họ cần, giúp họ tự tin hơn và cuộc sống đẹp hơn. Với những người đa nghi sẽ không có ai dám lại gần. Khó có được bạn chân thành, được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội để thành công. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Bình Thìn, sinh năm 1976 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho 30 tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.